Hello, xin chào anh em. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series gameplay Only nha. Tập ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục xử lý hành tinh nước nhé. Tôi sẽ xây một cái bay nho nhỏ và một cái điện phân để cho đệ nó có chỗ thở, phục vụ cho việc khai thác than trì và vôi sẽ thuận tiện hơn. Nếu không thì bọn đệ nó sẽ phải đi ra đi vào cái tên lửa để rất là mất thời gian, mà có thể là cũng sẽ không đủ oxy cho bọn nó hít nữa. Ok, bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì mình hy vọng mọi người xem video hãy ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh nhé. Thì theo những số liệu từ YouTube trên kênh thì có tới tận 70% số lượng người xem là không đăng ký kênh cơ. Và thuật toán của YouTube ấy thì sẽ đề xuất các video có nhiều lượt like, nên là hy vọng mọi người xem video của mình thì hãy bấm like để ủng hộ mình và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Ok, xin mời Trung. Ok, thì chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc tên lửa thám hiểm của mình. Thì hiện tại là tên lửa của mình thì cũng đã rơi đi vào quỹ đạo của hành tinh nước rồi. Thì trước khi mà để thả đệ xuống thì tôi sẽ cần phải cho đệ nó mặc đồ dưỡng khí vào đã. Để tôi sẽ chọn một cái đồ dưỡng khí này và chọn thằng đệ để cho mặc vào. Thì trước khi phải cho nó mặc đồ dưỡng khí vào đã, sau đó thì chúng ta sẽ bấm vào cái buồng lái và chọn đệ để chúng ta thả xuống nhé. Bấm triển khai. Thì tôi sẽ đặt ở ngay đây. Tôi sẽ đặt gần cái bệ tên lửa nhất có thể để nó có thể nhanh chóng xây cái bệ để mà chúng ta có chỗ hạ tên lửa xuống. Cái bệ này thì tôi đã cho con mod rover cấp đủ nguyên liệu để xây rồi. Đệ xuống là chỉ cần xây thôi, không cần cấp nguyên liệu nữa. Con mod nó không xây được nên là bắt buộc là phải có đệ để mới xây được. Chỗ này tôi sẽ sửa sang một chút để mà có thể làm một cái bay tạm tạm ở đây. Nó cho nó cái chỗ nó nạp oxy cho đồ dưỡng khí với đồ ăn uống đi vệ sinh cho đến khi mà một đề nó khai thác hết toàn bộ cái chỗ than trì mới vôi ở dưới đáy hành tinh này thì có lẽ là chúng ta sẽ không cần ở đây nữa. Có một lưu ý khi mà anh em đặt xây cái bệ này thì anh em cũng cần phải chú ý tới cái chiều cao của cái tên lửa nhá. Như trường hợp của tôi ở đây thì đang bị thiếu ô này, mặc dù là trước đó thì tôi cũng đã đo đạc đúng 35 ô và chiều cao tối đa của tên lửa petroleum rồi đấy, nhưng mà không hiểu là nó đang bị lag cái gì ở chỗ cái phần gạch chéo đỏ trên này này. Thì nó đang bị lag cái gì đấy, nó ăn bớt ăn gian của tôi mất 2 ô đấy. Đấy là anh em lưu ý là khi mà xây bệ ở những cái hành tinh mới đi thám hiểm như thế này thì sự sống của thằng đệ nó rất là mong manh. Nếu mà mình không chuẩn bị kỹ thì một bước đi sai là có thể oẳng thằng đệ ngay. Mà tất nhiên là chúng ta chơi thì chúng ta sẽ cố gắng là không thể để cho thằng đệ nó chết được. Ở đây thì đệ của tôi nó cũng đã mặc đồ dưỡng khí rồi, cho nên là khoảng thời gian tôi sẽ có một khoảng thời gian khá là dài để tôi có thể thực hiện sửa lại cái vị trí của cái bệ để mà tên lửa nó có thể hạ cánh được. Ok, tôi sẽ cần phải gỡ cái bệ đi để lấy cái không gian cũng như là nguyên liệu để mà xây bệ. Ở đây tôi sẽ thử lái cái tên lửa này phi trực tiếp vào hành tinh để cho anh em xem, vì là nó bị thiếu 2 ô không gian cho nên nó không xuống ở đâu. Nên là trường hợp như tôi ấy, thì là cái giải quyết là chỉ có là hạ bệ xuống 2 ô thôi. Cái bệ nó đã báo ngay là cái khoảng cách tối đa của nó đang hiện tại là đang có 33 ô thôi. Tức là cái tên lửa của mình là 35 ô, nó vẫn thiếu 2 ô. Mình sẽ cần phải hạ xuống 2 ô nhá. Con rover của tôi đây nó sẽ ra nó phá cái bệ. Rồi sau đó thì tôi sẽ xây tụt xuống 2 hàng nhá. Anh em phải chú ý cái chỗ này là phá cẩn thận, nếu không là cái nguyên liệu kia nó sẽ rớt xuống dưới là đi nhặt rất là mệt. Là mình sẽ cần phải xây cái hai cái hàng gạch ở bên dưới trước, sau đó thì mình mới phá cái hàng gạch ở trên đi. Đấy, như anh em nhìn có thể là tôi đang làm đây thì phải xây như thế này. Nếu mà anh em không để ý là cái nguyên liệu nó rớt xuống dưới đáy hành tinh là đi nhặt rất là mệt luôn. Cho thằng đệ xuống mà bây giờ cái thang tôi đang chưa có, tôi đang chưa cắm được thang xuống dưới đáy. Xuống đấy lại phải bắc thang xuống dưới đấy nhặt thì rất là lâu mà chưa chắc đã đủ dưỡng khí cho thằng đệ nó thở. Ok, tôi sẽ đặt lại trở lại cái bệ tên lửa vào đây. Con robot nó sẽ hỗ trợ thằng đệ nó trong việc là cấp nhiên liệu. Còn thằng đệ thì sẽ sẽ thực hiện công việc xây. Con rover này lâu lâu nó cứ bị lỗi cái vụ tắt nguồn rồi nhưng mà vẫn hoạt động được. Tôi cũng đang chưa rõ nguyên nhân ở đâu ra. Ok, xong cái bệ rồi thì bây giờ là tên lửa nó sẽ tự phi xuống, bởi vì lúc nãy là mình đã hướng tên lửa vào trong hành tinh rồi, cho nên là nó cứ gặp có bệ là sẽ tự hạ cánh xuống thôi. Cái chỗ hơi nước bên dưới này nó đang bị bốc lên nóng, nhưng mà tôi nghĩ là không có vấn đề gì nhiều, bởi vì là
ngay khu vực ở trên này nó là chân không và tiếp xúc không gian, cho nên là các cái hơi nước nhiệt này chắc chắn là nó sẽ triệt tiêu nhanh thôi, không không quá là khó khăn đâu. Ok, bây giờ thì hạ cái tên lửa xong thì việc của chúng ta sẽ bây giờ cần tập trung vào việc xây một cái bay nhỏ nhỏ tạm ở đây, chúng ta cho thằng điện nó có chỗ nó nạp dưỡng khí. À đâu quên mất đấy, ở trước khi xây thì tôi sẽ cần phải bắc thang lên trên khoang tàu của tên lửa đó để cho thằng đệ nó có thể nó trèo lên vào trong khoang tên lửa, nó còn lấy đồ ăn rồi lấy đồ xây các kiểu nữa nhá. Giờ nó cần phải có ăn với lại nạp dưỡng khí, nạp cái bộ dưỡng khí của nó hiện tại, và ăn uống rồi là đi vệ sinh ngủ nghỉ ở trong khoang tàu nhá. Hiện tại thì là cứ cho nó vào khoang tàu để nó ăn uống ngủ nghỉ thôi. Sau đó thì xây dựng xong thì chúng ta sẽ cho nó sinh sống ở bên ngoài. Hiện tại có một thằng đệ ở hành tinh này cho nên là có vẻ như là đang làm việc hơi chậm. Một thằng đệ nó có quá nhiều việc nên là nó làm, tôi đang thấy nó có vẻ nó đang hơi chậm, nó không xuể việc. Tôi đang nghĩ đến việc là tôi sẽ lái tàu về nhà để điều thêm hai thằng nữa qua hành tinh. Tổng cộng chúng ta sẽ có 3 thằng hành tinh này, chúng ta sẽ đẩy nhanh cái quá trình xây dựng của cái hành tinh này lên để mà chúng ta có thể khai thác lệ cái hành tinh, sau đó thì còn phải té về mà làm supercoolant nữa. Cái khoang hành khách này có lẽ là tôi sẽ hạ xuống vài bậc để cho bằng đệ nó có thể leo lên, nó chui được vào trong, nó là để nó sạc dưỡng khí. Cái bộ dưỡng khí của nó ở ngoài cũng khá là lâu rồi đấy, từ lúc thả xuống là cũng lâu phết rồi, nên là bây giờ sẽ cần phải sạc lại. Tôi sẽ gỡ một bộ dưỡng khí đang có ở trên trạm ra để nó sẽ vào, nó ném bộ kia lên và nó lấy bộ khác đi mặc. Đối với khoang sinh hoạt của tên lửa này thì ở cái buồng lái của nó sẽ có một cái điều khiển để nó sẽ cho phép là khi mà hạ cánh là thằng đệ nó có được phép vào trong này sử dụng các cái đồ ở trong khoang này hay không. Và một cái lựa chọn thứ hai là không thì nó sẽ cho phép thằng đệ lên trên này là sử dụng các cái đồ đạc ở trong khoang tàu bình thường như là dưới đất. Thì tôi sẽ cần phải để là không để cho thằng đệ nó có thể lên đây nó sinh hoạt được. Thế sau khi mà tôi xây bay xong thì tôi sẽ cần phải chuyển về chế độ là ground, tức là tiếp đất. Đã tiếp đất thì toàn bộ những các cái đồ đạc ở bên trong khoang tàu thì thằng đệ nó sẽ không sờ được vào nhé. Tất nhiên là những cái kho lưu trữ ấy, thì nó vẫn có thể là nhồi được đồ vào, tất nhiên thì nó sẽ không lấy được ra, không lấy được đồ ra. Chẳng hạn như là cái tủ lạnh nó sẽ không lấy được đồ ăn ra, nhưng mà nó vẫn có thể nhét đồ ăn vào. Ok, trong lúc chờ con với thằng đệ nó làm việc ở bên kia thì tôi sẽ dùng cái tên lửa scan map của tôi. Thì hiện tại là cái tên lửa này nó cũng đang rảnh, nó cũng quét được khá khá rồi, cho nên là bây giờ tôi sẽ nó cũng đang không làm gì nên là tôi sẽ bay đến một số cái hành tinh mà tìm thấy được và thả con rover xuống, cũng như là thả sẵn trước những các cái gói hàng xuống để mà cho con robot này nó sẽ xây, nó sẽ cấp đồ, cấp cái nguyên liệu để mà xây bệ trước. Thì sau này khi mà chúng ta đến cái hành tinh này thì chỉ việc là thả đệ xuống và xây thôi, chứ không cần phải thả đồ nữa. Thì bây giờ tôi sẽ tranh thủ là tôi thả đồ trước nha. Rồi sau khi thả đồ xong thì tôi sẽ điều hướng cái tên lửa này về hành tinh cũ thôi, về hành tinh chính. Chúng ta sẽ lặp lại đầy nguyên liệu và sau đó thì sẽ bay tiếp đến một hành tinh khác nữa để chúng ta tiếp tục làm cái việc là thả đồ và thả con robot xuống để nó thứ nhất là nó lấy cái tầm nhìn cho chúng ta ở trên cái hành tinh, và thứ hai là nó sẽ phụ giúp chúng ta đào sơ qua cái lớp ở trên để cho thằng đệ nó sẽ bớt cái công khi mà nó đậu xuống ấy, nó sẽ bớt cái công mà phải đào nhiều, phải làm nhiều, dẫn tới là sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn để mà nó tồn tại được. Thì chúng ta sẽ sử dụng con robot này, cố gắng là tận dụng được những cái gì thì chúng ta sẽ tận dụng nhá. Chúng ta sẽ xây trước sẵn một số thang cũng như là gạch để cho thằng đệ nó có thể dễ dàng nó di chuyển xuống, phát là có thể di chuyển xuống vào bên trong, sâu bên trong cái hành tinh luôn để mà xây bay luôn, để có thể là hoặc là nó xây một cái căn cứ nhỏ nhỏ để mà có chỗ để nó tồn tại đó. Và quan trọng nhất là phải xây được cái bệ
Đấy, chủ yếu là thả con bot xuống là để chúng ta đặt được cái bệ tên lửa cho nó ra, nó cấp đồ trước, và chẳng để khi mà nó tiếp đất ý, thì chỉ cần việc là nó xuống nó xây thôi là xong. Ok, sau khoảng hơn 20 cycle thì thằng đệ nó cũng xây hoặc hòm một cái base nhỏ nhỏ như thế này. Thì bây giờ là cũng coi như là cũng hiện tại trên tàu là cũng đang bị hết hết dưỡng khí rồi anh em ạ. Gọi là hết hết oxy rồi. Bây giờ là thằng đệ là cũng đang gấp ngoài, đang phải đứng thở trong tên lửa. Thì bây giờ là gần như là các công việc là gần như là không thể thực hiện được nữa rồi. Có lẽ là tôi sẽ cần phải cho thằng đệ này bay về. Thì trên đường bay về thì có lẽ là tôi sẽ bốc thêm khoảng 2 thằng nữa sang, thì tổng cộng là 3 thằng sang để cho nó làm việc cho nó lẹ. Chứ có mỗi cái bay bé bé này mà nãy giờ nó xây mất hơn 20 cycle mới xong. Đấy, anh em có thể thấy là lúc nãy là 860 mấy ngày ấy, bây giờ là 888. Rồi, tôi vừa về bốc 3 thằng, thêm 2 thằng nữa với thằng Max vừa lấy nữa, thì tổng cộng là 3 thằng. Thì bây giờ tôi sẽ cho chúng nó quay trở lại hành tinh nước để chúng nó sẽ tiếp tục hoàn thiện cái bay đó ấy, và tiếp tục khai thác nốt những các cái tài nguyên cần thiết. Bây giờ tôi sẽ cho chúng nó quay trở lại cái hành tinh nước. Đây, đang trên đường bay trở lại nhá. Sau 4 cycle nữa thì sẽ tới nơi. Ok, chúng nó bắt đầu tới nơi rồi đây anh em ơi, bắt đầu hạ cánh nhá. Lúc ấy là 901, bây giờ là 905, đúng 4 cycle là đến nơi đấy. Ok, hạ cánh này, bắt đầu chúng ta sẽ cho bọn nó ra để cho nó hoàn thiện nốt cái bay, và để chúng ta sẽ xây thêm cả những các cái pin mặt trời và điện phân để mà có chỗ để nạp oxy cho bọn nó ra vào để chúng nó khai thác nhá. Ok, coi như là đã xong cái phần oxy rồi nha.
Bây giờ thì sẽ đến những cái phần liên quan đến phòng ốc các thứ để cho bọn nó có cái chỗ ở tạm thời. Thì tôi sẽ xây phòng vệ sinh cũng như là phòng ăn để cho nó có chỗ đi vệ sinh và ăn uống nhá. Rồi, ok, tạm thời là sẽ như thế này thôi nhá anh em nhá. Rồi, điều kiện sống đã đủ thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khai thác than chì và vôi thôi. Đào hết chỗ này lên thì tôi đoán chắc cũng được phải tầm hơn chục tấn đấy. Ok, bắt đầu nhá. Ok, bây giờ tôi sẽ lọc vôi và than chì ra đây để xem chúng ta sẽ được bao nhiêu nhá. Vôi chúng ta được 16 tấn này. Và than chì là cái gì nhỉ? Tôi quên mất tên của cái than chì tên tiếng Anh, chúng ta phải search theo tiếng Anh thì mới được. Than chì hình như là gran gì đó, tôi không nhớ lắm. Đây đây, than chì đây, 15 tấn 4 nhá. Chúng ta được 15 tấn mỗi loại than chì và vôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là cho thằng đệ nhặt vào, bỏ vào trong tên lửa và sau đó thì bay về thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành là làm supercoolant cũng như là số lượng vôi chúng ta sẽ chế thép. Ok, tôi đã đưa ba thằng đệ của mình quay trở lại hành tinh chính cùng với tất cả những số lượng vôi và than chì tôi đã đào được ở bên hành tinh nước. Quay trở lại hành tinh chính thì chúng ta sẽ tiến hành là tinh chế nhá. Thì ở cái hòm này thì tôi sẽ, ở cái thùng lưu trữ này thì tôi sẽ bỏ cát ra. Thì trước tôi để cát ở đây là để tôi luyện thủy tinh, để tôi thổi thủy tinh. Thì bây giờ thì tôi sẽ đựng than chì vào đây. Thì cho cái máy này nó sẽ tự động cấp để chúng ta sẽ bớt được cái nhân lực từ mấy thằng đệ. Với Funeral thì có lẽ là tôi sẽ chế tất luôn, vô cực luôn. Nó sẽ chế liên tục cho đến khi mà hết than chì luôn nhá. Thì để mà chế được Fullerene thì chúng ta sẽ cần phải có nhôm và lưu huỳnh nữa. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ lấy nguyên liệu để tinh chế Supercoolant. Ở tập sau thì có lẽ là tôi sẽ ghé qua hành tinh chỗ cái cây thí nghiệm 52B. Thì nó là một cái công trình nghiên cứu của Gravitas. Chúng ta sẽ cần phải cho cái cây nó ăn để mà nó sẽ sản nhất nhựa cây cho chúng ta để mà làm vật liệu kích nhiệt nhá. Thứ mà tôi sẽ cần, rất là cần trong cái mô hình hóa lỏng hydro và oxy. Ok, video hôm nay thì sẽ tới đây thôi. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách là like video này cũng như là đăng ký kênh nếu bạn là người lần đầu tiên đến với kênh của mình nhá. Những cái like và những lần đăng ký thì của anh em ấy là cái động lực lớn nhất dành cho tôi để mà còn làm được nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em trong các số tiếp theo.